Đây là ảnh xót xa của đôi vợ chồng già bán vé số, sống lang thang mà cả cộng đồng nhìn thấy không khỏi đau lòng. Sự ra đi lặng lẽ của người chồng đã để lại bao xót thương cho người vợ. Hôm nay, chúng tôi có dịp gặp gỡ người vợ này, cô Nguyễn Thị Thu Lan, người vừa bị mất chồng ngay trên chiếc xe lăn. Tạm trú mình dưới một mái hiên trong căn nhà nhỏ ở một con hẻm, hành trang cô hiện có chỉ là một chiếc túi đựng quần áo và những di ảnh. Bên cạnh là một chén cháo trắng mà cô đang cúng cho chồng. Cô đang ăn hả? Không, chị đang cúng ông xã thì ông ấy mất hôm qua. Dạ, trời ơi. Sáng giờ chị buồn, chị xích vỏ, chị biết chị đi vòng vòng, chị cũng không biết chị đi đâu nữa. Giờ cái hả, ông bỏ chị cũng đi nữa. Chị gán lắm á, gán lo cho ông. Qua ông cũng chọc mà. Chị đưa nước cho ông uống, con đưa lên, đưa xuống, đưa lên xuống, thì ông chặt vậy. Ông bị tai biến, ông bị não hay yếu, với bác sĩ có thể đi lúc nào. Có ông thì hơi cực kỳ, nhưng mà nó vui. Nhiều khi chị cũng quạ quá, chị tức là quýnh lại cái hai cái. Không phải là quýnh bỏ, ghét gì, quýnh cũng như quýnh cái dằn vậy thôi. Cực gì chị cũng chia được, nó miễn là ông cố gắng. Ta đưa không đi á, chị không được đi theo, trời ơi, chị sao quá trời. Giờ biết sao bây giờ. Ông thèm ăn mì xương nữa không? Chị nói nè, ông gán đi. Gán gì chị sao không? Ông ăn thoải mái luôn, ăn cỡ nào cũng được chứ. Hiền cái mỏ, ai cũng thương hết trơn, cũng vui vẻ, gặp người này người kia vui vẻ. Mà từ lúc ông bị tai biến giờ tính nó hơi cọc cằn hơi quạo. Bởi vậy mấy người mà bán vé số á, người ta không biết người ta chấp dứt, còn có người ta biết người ta thông cảm. Nhiều khi đi có người ta thương ra cho 5-10 ngàn, có khi 20-10 ngàn, nhờ vậy lay lất chứ mà nói tính có tiền lời nó không đủ. Tiền lời thì nói ổng ăn rồi, ổng ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Hai vợ chồng á hả, mua một hộp cơm mà hai người ăn đó, tội lắm. Mà cô đó đang bị bệnh và chú đó bị bệnh nữa. Chú đó là không phải là do thu hút gì đâu. Mấy bữa ở ngoài đường á, ngày hôm bữa trước là mưa, tối bữa đó mưa dữ lắm con. Cô nghĩ là bị lạnh á, rồi chết, không có cái mền đắp nữa mà, tội lắm.